FC họp khẩn, huấn luyện viên Tholot thản tay phạt các cầu thủ FC có thái độ phân biệt đối xử, không ăn mừng khi Quang Hải ghi bàn. Quang Hải, tân binh của FC trong mùa giải này vừa có một bàn thắng đầu tiên trong câu lạc bộ vào lưới của đối thủ Rodez. Bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng khi nó vừa đánh dấu là một dấu ấn đầu tiên của cá nhân Quang Hải, cũng như giữ lại một điểm quý giá cho đội bóng. Tuy nhiên, khoảnh khắc Hải chạy về phía biên và nhảy lên đầy cảm xúc để ăn mừng cho bàn thắng của mình vừa được thực hiện thì các đồng đội của anh tỏ ra rất thờ ơ. Chỉ có một cho tới hai cầu thủ tới chung vui với Hải, còn lại đều tỏ vẻ như là không quan tâm tới bàn thắng vừa rồi. Điều này đã làm cho vị huấn luyện viên trưởng hết sức không hài lòng và ngay lập tức ông đã có những biện pháp để chấn chỉnh thái độ cũng như là xử lý mạnh tay các cầu thủ gây mất đoàn kết nội bộ. Bàn thắng của Quang Hải vào đến thời điểm này, anh đang gặp rất nhiều khó khăn tại Pau FC. Quang Hải được ra sân vào khoảng 220 phút trong cả 8 trận đấu nhưng thời gian ra sân ngày càng một ít hơn so với lúc gia nhập. Nhưng mà Quang Hải thì chưa bao giờ bỏ cuộc, anh luôn luyện tập nghiêm túc, thậm chí là tự tập thêm trong ngày nghỉ tại Pháp, ngay khi khoác áo đội tuyển Việt Nam trở về và chờ cơ hội tỏa sáng. Cơ hội đến từ phút 78, Quang Hải vào sân thay người khi Pau FC đang bị đội khách Rodez dẫn 2-1 và chỉ cần có 8 phút. Có mặt ở trên sân, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Little. Bàn thắng này đã hội tụ đủ những tố chất của Quang Hải, óc quan sát, sự tinh quái và kỹ năng dứt điểm. Quang Hải đã quan sát thấy một cầu thủ Rodez đang nằm sân sau pha tranh chấp trước đó. Quang Hải đã lẹn xuống sau lưng hàng thủ đối phương và nhận đường truyền chọc khe của Savet Kouassi, rồi khoanh người dứt điểm hạ gục thủ môn khi mà đối thủ vẫn còn tưởng là anh việt vị. Bàn thắng quan trọng của Pau FC đã giúp cho Pau FC có lại được một điểm và khiến vị huấn luyện viên trưởng ngày càng có niềm tin hơn ở cầu học trò đến từ Việt Nam. Bởi không chỉ ghi bàn, Quang Hải có một phần qua người thành công, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 75% chỉ trong 12 phút có mặt ở trên sân. Với cá nhân Quang Hải, bàn thắng đầu tiên trong hành trình tìm sự khẳng định ở Pháp đã giúp anh giải tỏa tâm lý và thi đấu tốt ở chặng đường sắp tới. Bởi khi có được sự tự tin, Quang Hải có thể làm được nhiều thứ nữa. Nguyễn Quang Hải chia sẻ, trong khi có được sự tin tưởng của vị huấn luyện viên trưởng, Hải cảm thấy đó là nguồn động lực to lớn. Hải nghĩ rằng khi quay trở lại câu lạc bộ đến từ đội tuyển quốc gia, Hải cũng sẽ có một động lực rất lớn để có một sự thích nghi, hòa nhập tốt trong câu lạc bộ mới. Đây là bàn thắng có ý nghĩa rất lớn với bản thân Hải, nó sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực để mình cố gắng, nỗ lực hơn nữa, thi đấu thật tốt. Bàn thắng của Hải mặc dù là có đôi chút may mắn, mặc dù là không theo cách ấn tượng nhất có thể, tuy nhiên Hải với Pau FC, đó là một bàn thắng có thể nói là rất ý nghĩa và giá trị. Thế nhưng các đồng đội của Quang Hải lại tỏ ra là hết sức thờ ơ, sừng sững trước những gì mà đồng đội của mình vừa làm. Người hâm mộ Pau FC viết, tại sao mọi người lại không ăn mừng cùng nhau? Chẳng phải Hải vừa cứu 10 người còn lại khỏi một trận thua ê chề hay sao? Người hâm mộ Pau FC thắc mắc. Không chỉ có người hâm mộ Pau, có rất nhiều điều mà tất cả khán giả Việt Nam theo dõi Hải từ lúc anh sang Pháp tới nay đã tìm ra được câu trả lời. Câu hỏi được đặt ra như, Hải có đang bị kỳ thị tại Pháp hay không? Các cầu thủ tại Pau FC có phải là chỉ vì mệt, vì Quang Hải chạy quá xa mà không ăn mừng cùng với Hải được? Hải vẫn im lặng, các cầu thủ của Pau thì cũng không lên tiếng giải thích rõ. Tất cả chưa thể có câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một vị huấn luyện viên, ông Didier Tholot, thuyền trưởng của Pau FC đã tỏ ra không hài lòng với những gì đã diễn ra trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là về tinh thần của cả đội sau bàn gỡ của Quang Hải. Và trong ngày hôm qua, thì ông đã yêu cầu tất cả các cầu thủ của Pau FC đến tham dự cuộc họp bất thường. Theo tờ báo nổi tiếng của Pháp, vị huấn luyện viên Tholot đã tổ chức một cuộc họp nhằm mục đích chấn chỉnh lại thái độ và tinh thần của cả đội sau câu chuyện của Quang Hải. Tờ báo này cho biết, đây là cuộc họp kín, vị huấn luyện viên trưởng đã yêu cầu tất cả những người không có chức trách ra ngoài và nói chuyện riêng với các cầu thủ của mình. Một số thông tin hiếm hoi được tiết lộ về cuộc họp này cho biết, ông đã có thái độ cực kỳ tức giận ngay khi bước vào phòng họp. Nguyên nhân cụ thể là do cả đội đã cho thấy một tinh thần thi đấu yếu ớt, các cầu thủ quá thiếu đoàn kết và quyết tâm, dẫn tới những kết quả hết sức bất lợi. Vấn đề này ông đã nhắc nhở toàn đội khá nhiều, nhưng có vẻ khoảnh khắc ăn mừng cô đơn của Quang Hải như là một giọt nước tràn ly, khiến vị huấn luyện viên này không khỏi tức giận và bắt đầu có những biện pháp mạnh tay. Theo tác giả đã bình luận, với kiểu thái độ là thiếu đồng đội và gây mất sự đoàn kết, xuống tinh thần của khán giả và của toàn đội như vậy, huấn luyện viên trưởng sẵn sàng cho ngồi dự bị. Nếu các bạn chưa biết thì huấn luyện viên trưởng không phải là một huấn luyện viên dễ tính. Huấn luyện viên này từng cho hai cầu thủ của Pau FC đi ra khỏi đội bóng ngay sau mùa giải đầu tiên được mua về vì có thái độ bất mãn với ban huấn luyện và hướng đi của câu lạc bộ. Vì vậy, với nhiệm vụ của Quang Hải, huấn luyện viên này chắc chắn sẽ làm tới cùng và làm cho tới khi mà Pau FC trở nên đoàn kết và thể hiện họ thật sự là một tập thể chứ không phải là như hiện tại.
Quay trở lại với Quang Hải, mặc dù là hơi lạc lõng trong pha ăn mừng nhưng bù lại sau đó, anh đã được câu lạc bộ đã an ủi phần nào. Khi mà vừa qua, các trang mạng xã hội của PFC đã đồng loạt đăng tải video bàn thắng của Quang Hải cùng với lời tri ân và khích lệ các cầu thủ. Trên trang Facebook có gần 400.000 người theo dõi của PFC đã đăng tải lại tình huống Quang Hải xoay người tung vào lưới của đối thủ Rodez. Đó là bàn thắng đầu tiên của Quang Hải ở châu Âu và nó mang về cho PFC một điểm quý giá, kèm theo video làm một sóng chúc mừng. Bàn thắng lịch sử đầu tiên thứ bảy tuần trước, Nguyễn Quang Hải đã trở thành tiền đạo Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở châu Âu. Đây chỉ là bước khởi đầu. Chỉ sau vài giờ đăng tải, video này đã thu hút gần 30.000 lượt like và hàng ngàn bình luận từ người hâm mộ Việt Nam, trong đó có rất nhiều lời khen, biết cách PR. Cổ động viên David Vương đã bình luận, về khoản PR, PFC không vừa đâu. Tài khoản Hà Nguyễn đã viết, cảm ơn câu lạc bộ, Quang Hải sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Người hâm mộ Phấn Hồng Huỳnh thì khen ngợi, chúc mừng Quang Hải đã có bàn thắng cho PFC, chúng ta là người Việt Nam nên vui và tự hào tiếp tục cổ vũ cho Quang Hải và PFC. Hải đã cố gắng rất nhiều khi ra châu Âu thi đấu một mình, PFC đã thể hiện tinh thần khi mà viết bài này bằng tiếng Việt cho chúng ta đọc thế nên mình bình luận bằng tiếng Việt một cách văn minh và tích cực lên. Không chỉ có PFC mà những chuyên gia bóng đá, nhà báo của Pháp đã cũng gửi tới Quang Hải những lời động viên và khích lệ. Như nhà báo Letter, cây bút vàng của đài CBC tin rằng, sau khi có được bàn thắng đầu tiên tại Lille, Quang Hải sẽ sớm tỏa sáng tại Pháp. Nói về tầm quan trọng của bàn thắng Quang Hải đã ghi thì ông cho biết, tôi mừng cho Quang Hải, bàn thắng này sẽ là một khởi đầu rất tốt cho hành trình sau này của cậu ấy. Đây là đầu tiên tôi thấy một cầu thủ châu Á ghi vào lưới của câu lạc bộ Pau. Bàn thắng vào lưới của Rodez được đánh giá là rất quan trọng với Quang Hải bởi nó giúp chân sút người Việt Nam lấy lại được sự tự tin, phần nào đó là sự tin tưởng từ các đồng đội nữa. Quang Hải về khả năng ghi bàn, ghi đúng thời điểm, Quang Hải có thể phấn đấu tốt trong màu áo của PFC. Cái bút này cũng đã đánh giá. Tất nhiên là việc thi đấu tốt ngay thì nó sẽ không diễn ra. Tuy nhiên tôi tin rằng Quang Hải sẽ tỏa sáng ở League 2 sau World Cup 2022. Cậu ấy có thể được ra sân thường xuyên hơn, thậm chí là ở một vị trí chính thức trong đội hình. Tôi không bất ngờ vì tôi không biết cậu ấy sẽ làm được gì và Pau FC cũng vậy. Chúng tôi hiểu rằng Hải cần phải có thời gian để thích nghi. Nền bóng đá ở mỗi quốc gia khác nhau và ngôn ngữ cũng vậy. Bên cạnh đó, Pháp thì đòi hỏi về thể chất nhiều hơn. Nhưng Quang Hải vẫn từng bước làm tốt, nhà báo lại tiếp tục. Sau khi có bàn thắng đầu tiên cho Pau FC, Quang Hải đã nhận được rất nhiều lời động viên. Hiện tại, Pau FC đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng League 2. Theo lịch, ngày 16 tháng 10, Quang Hải sẽ cùng với đồng đội sẽ có chuyến hành quân đến sân của Esni tại vòng thứ 12.